em có bị sao không? Dạ, dạ em chào thầy. Chào em. Em xin lỗi thầy một lần nữa, vì mới ngày đầu mà em đã tới trễ rồi. Lý do vì sao em tới trễ? Dạ, tại vì hồi sáng này á, em đi tìm đường tới trường, rồi tìm không có ra. Khi mà tìm được rồi á, em mới mừng quá. Em chạy vô, em không có nhìn xuống, em mới dấp cái bực ở đằng kia á thầy. Em bị té. Tại sao em muốn học diễn xuất? Dạ. Em có muốn sự nổi tiếng không? Em... Trước khi em vô lớp, thầy cũng đã hỏi cả lớp về câu hỏi này. Và câu trả lời là sự im lặng. Vậy chúng ta học diễn xuất để làm gì? Chẳng phải để thành người được công chúng thừa nhận. Nếu đạt được điều đó, đó là sự nổi tiếng. Nếu mục tiêu nổi tiếng của em không dám thừa nhận, thì tốt nhất em không nên trở thành diễn viên. Dạ. Dạ thưa thầy, không phải là em không dám thừa nhận, nhưng mà mục đích hiện tại của em bây giờ là trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Em phải bước đi từ những bước nhỏ, ngay từ lúc ban đầu lận. Em chấp nhận, em chịu khổ, em dấn thân vào với nó. Nhưng mà em chưa có dự định gì quá xa xôi so với khả năng hiện tại của em. Với lại thầy chưa có đánh giá thực lực của em. Chào mừng em, tôi là đạo diễn Lê Thành. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác. Vậy hả thầy? Dạ em cảm ơn thầy nhiều lắm. Em sẽ cố gắng học hỏi. Dạ. Thôi, cố gắng về mua thuốc uống vô. Thầy đi trước đây. Chào em. Dạ, dạ em chào thầy.